Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của báo đệ tử VTC News. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Tổng thống Nga Putin nói Ukraine chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình hình hiện tại. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong diễn đàn Tổ quốc nhỏ bé, sức mạnh của nước Nga ở Moscow ngày 16 tháng 1 rằng cuộc phản công được quảng cáo rầm rộ của Ukraine hiện đã hoàn toàn thất bại, và chính quyền Kiev có thể sớm phải chịu một đòn không thể khắc phục được. Ông Putin lưu ý rằng người đứng đầu nhóm đàm phán của Ukraine vốn tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga trong những tháng đầu xung đột, gần đây đã thừa nhận rằng Kiev đã có lúc sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Moscow. Tuy nhiên, sau chuyến thăm của Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Boris Johnson, chính quyền Ukraine đã bị thuyết phục nên ngừng theo đuổi thỏa thuận với Nga và tiếp tục chiến đấu. Cũng theo ông Putin, việc Ukraine không kích lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây là động thái nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi chiến dịch phản công kém hiệu quả. Chủ nhân Điện Kremlin cảnh báo quân đội Nga đang nắm quyền chủ động tại tiền tuyến. Nếu tình hình không có gì thay đổi, Ukraine sẽ sớm đón nhận những hậu quả không thể khắc phục. Khi được hỏi về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trong thời gian tới, ông Putin nói rằng những ý tưởng mà Kiev đưa ra là những công thức mang tính cấm đoán với tiến trình hòa bình. Trong một bình luận gần đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ động thái nào của Anh nhằm triển khai quân đội tới Ukraine là một lời tuyên chiến chống lại Nga. Bình luận này được ông Medvedev đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev để thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine. Trước đó một ngày, ông Medvedev cho biết trên Telegram rằng những nỗ lực của Ukraine nhằm phá hủy các bệ phóng tên lửa của Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây có thể bị đáp trả bằng phản ứng hạt nhân. Theo ông Medvedev, nếu Kiev tin phương pháp tốt nhất để chống lại Nga là phá hủy các bệ phóng trên lãnh thổ nước này bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, thì điều đó có nghĩa là điều 19 trong các nguyên tắc cơ bản về chính sách răn đe hạt nhân của Nga có thể được kích hoạt. Điều 19 đề cập đến các hành động gây hấn chống lại Nga bằng vũ khí thông thường, khiến sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa. Ông lưu ý rằng các cuộc tấn công vào các bệ phóng tên lửa của Nga không liên quan gì đến quyền tự vệ. Trên thực tế, nó là cơ sở rõ ràng để Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Kiev. Cũng theo ông Medvedev, sự gia tăng đáng chú ý về số lượng tình nguyện viên gia nhập quân đội Nga đã khiến Kiev bắt đầu phải điều động thêm lực lượng. Ông Medvedev nói, còn phải xem những điều này sẽ đưa họ đến đâu. Về phần mình, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc. Trước đó, phát biểu hôm 9 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết một nhiệm vụ quan trọng của năm 2024 là duy trì bộ ba hạt nhân ở mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Ngay từ đầu năm 2024, Nga đã phát động một loạt cuộc tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một loạt thành phố của Ukraine. Ông Karel Gilles, nhà phân tích về Nga tại Viện Chính sách Chatham House, tổ chức phi chính phủ ở Anh lưu ý, Chiến dịch này đã được dự đoán từ lâu, nhưng các nước phương Tây ủng hộ Ukraine dường như đang lặp lại sai lầm tương tự như của năm 2023 khi đưa ra phản ứng. Trong các cuộc tấn công của Nga vào mùa đông năm 2023 nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng, đặc biệt là mạng lưới điện của Ukraine, phương Tây đã tập trung vào nỗ lực thay thế cơ sở hạ tầng để giúp Kiev duy trì hệ thống năng lượng, phục vụ cho chiếu sáng và sưởi ấm. Năm nay, trọng tâm của Mỹ và châu Âu là cung cấp các hệ thống phòng không để bảo vệ tốt hơn không phận Ukraine. Nhưng cả hai cách tiếp cận này chỉ mang tính chất phòng thủ và phản ứng, chứ không thể ngăn chặn tận gốc các cuộc tấn công của Nga. Theo nhà phân tích này, Nga hiện không gặp nhiều bất lợi khi tiếp tục tấn công các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Đó là bởi vì phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng vẫn chưa thể quyết định họ cần phải làm gì để tác động đến lựa chọn của Nga. Nói cách khác, phương Tây dường như đã chấp nhận luật chơi do Moscow đưa ra, ông Kyrgyz lưu ý. Điều này có thể tạo ra cho Moscow một hành lang an toàn để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa mà không phải chịu quá nhiều tổn thất. Phương Tây có rất nhiều đòn bẩy, chẳng hạn như đưa ra cam kết cung cấp nhiều hơn các hệ thống vũ khí tiên tiến như máy bay chiến đấu hoặc tên lửa tầm xa. Về mặt kinh tế, họ có thể tịch thu tài sản của Nga bị đóng băng ở nước ngoài để bù đắp cho những tổn thất mà Ukraine phải gánh chịu sau hơn 2 năm xung đột. Những cam kết này có thể mang lại lợi thế cho Ukraine, nhưng đến thời điểm hiện tại, Mỹ và châu Âu vẫn lưỡng lự do lo ngại bị kéo vào một cuộc xung đột trực diện với Moscow. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần đưa ra cam kết hỗ trợ Ukraine, song đồng thời cũng bày tỏ rõ ràng về mối lo ngại đối đầu với Nga. Tổng thống Biden muốn Kiev đảm bảo chắc chắn rằng các loại vũ khí mà nước này cung cấp sẽ không được sử dụng để chống lại nga mỹ từng hy vọng các biện pháp không gây leo thang căng thẳng chẳng hạn như biện pháp trừng phạt mạnh mẽ về kinh tế và sự thận trọng khi trang bị vũ khí cho ukraine sẽ giải quyết được cuộc đối đầu chiến lược với nga nhưng cách tiếp cận này dường như không đạt hiệu quả khi kinh tế nga tiếp tục tăng trưởng cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp quốc phòng bất chấp các lệnh trừng phạt nga vẫn có thể mua được nhiều linh kiện quan trọng cần thiết để sản xuất vũ khí bằng cách nhập khẩu qua bên thứ ba Cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều đang gặp khó khăn trong việc cung cấp viện trợ cho Ukraine. Khoản tiền lên tới 60 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ có kế hoạch phân bổ cho Ukraine vẫn chưa được Quốc hội nước này thông qua do tranh cãi về vấn đề nhập cư. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU đang bất đồng về khoản hỗ trợ tài chính hơn 50 tỷ đô la Mỹ giúp duy trì hoạt động của Ukraine trong 4 năm tới, sau khi Hungary phủ quyết kế hoạch này vào tháng 12 năm 2023 sự bế tắc của phương tây khiến giới lãnh đạo quân sự ukraine không thể vạch ra các kế hoạch cụ thể vì không rõ họ sẽ nhận được những thiết bị quân sự nào để thực hiện trong khi nhiều nước thành viên nato vẫn kiên định ủng hộ ukraine thì một số quốc gia khác đã phải đối mặt với những trở ngại lớn trong việc gửi thêm viện trợ quân sự người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ matthew miller tuần trước cho biết washington sẽ không tiếp tục cung cấp cho kiev sự hỗ trợ quân sự ở mức độ hiện có đồng thời nói thêm rằng mục tiêu cuối cùng sẽ là giúp Ukraine tự đứng trên đôi chân của mình và xây dựng nền tảng vững chắc với cơ sở công nghiệp và cơ sở quân sự riêng. Các nhà lập pháp, đảng Cộng hòa cũng đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền ông Biden về khoản viện trợ mới dành cho Ukraine. Một số người thậm chí cho rằng Ukraine nên hướng tới việc tham gia các cuộc đàm phán với Nga trong tương lai gần. Cây bút Stavros Adlamajoklo của National Interest từng ví von, Cuộc xung đột tại Ukraine giống như một trận bóng đá phải bước vào hiệp vụ. Cả hai bên đều cho thấy sự mệt mỏi và cần phải thay đổi nhân sự. Nhưng đến nay, vẫn chưa bên nào đạt được bước đột phá đáng kể. Cuộc phản công thất bại của Ukraine đã mở đường cho quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn. Trong khi Kiev buộc phải từ bỏ hoạt động tấn công và tập trung nguồn lực cho hoạt động phòng thủ. Những bãi mìn dài đặc, trải dài hàng trăm km của Nga, cùng chứa ngại vật chống tăng, pháo hạng nặng, máy bay không người lái và các cuộc không kích chiến thuật đã ngăn cản quân đội Ukraine tiến lên, khiến Kiev chỉ có thể đạt được một số thành công nhỏ ở phía Nam và xung quanh Bắc Mút tại khu vực Donbass. Nhưng giới phân tích cho rằng, nỗ lực phòng thủ sâu rộng của Nga không phải lý do duy nhất khiến cuộc phản công của Ukraine không đạt được mục tiêu. Ngoài việc thiếu nhân lực và vũ khí, Ukraine được cho là thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng cũng như thời gian huấn luyện cho các đơn vị quá ít ỏi. Theo nhà phân tích này, để có thể thực hiện chiến dịch phản công tiếp theo trong năm 2024, Ukraine cần phải dành nhiều thời gian và nguồn lực hơn để huấn luyện không chỉ lực lượng bộ binh mà còn cả các chỉ huy quân sự, đồng thời tập trung vào những hoạt động vũ trang, kết hợp kết nối các đơn vị cơ giới hóa, tác chiến điện tử và huy động sức mạnh không quân. Trong cuộc đối đầu vũ trang với Nga, Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội vàng do phương Tây e ngại sức mạnh hạt nhân của Nga thiếu tin tưởng vào năng lực của Ukraine và viện trợ nhỏ giọt trong giai đoạn đầu. Đến nay, khi Ukraine lâm vào khó khăn hơn, phương Tây lại càng chia rẽ và do dự. Sau gần 2 năm xung đột với Nga, cơ hội để Ukraine lật ngược tình thế dường như không còn nhiều nữa. Giới phân tích cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine kém hiệu quả do phương Tây chậm chạp trong việc gửi cho họ xe thiết giáp. Gustav Gressen, nghiên cứu viên về chính sách tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu ECFR, nói với Newsweek rằng các xe chiến đấu Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard do Đức sản xuất đáng lẽ sẽ hiệu quả hơn nữa nếu được bàn giao cho Ukraine đúng vào thời điểm Kiev đã cải thiện khả năng phối hợp các lực lượng cơ giới. Ngoài ra, theo Gresen, Ukraine còn mắc sai lầm là quá đắm đuối vào mặt trận Bakhmut, tức Astemovsk trong thời gian dài, khiến họ tổn hao nhiều quân nhân giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, phương Tây còn đánh giá thấp mức độ nhanh chóng của tác chiến điện tử Nga trong việc vô hiệu hóa đạn dược chính xác sử dụng định vị GPS. Cựu tư lệnh NATO Philip Breedlove dự báo ba kịch bản cho cuộc xung đột Nga-Ukraine Đáng lưu ý, hai trong ba kịch bản này là chiến thắng dành cho phía Nga. Tướng Mỹ Philip Britlov nói với tờ Newsweek, nếu chúng ta không làm gì khác với những gì chúng ta đang làm hiện nay thì rốt cuộc Ukraine sẽ thua bởi vì Nga có đông người hơn và có chiều sâu hơn so với Ukraine. Nếu phương Tây bỏ rơi Ukraine, nước này sẽ tiếp tục chiến đấu nhưng sẽ có thêm hàng chục ngàn người Ukraine nữa phải chết. Còn Nga sẽ đưa Ukraine vào quỹ đạo của mình. Tướng 4 sao Britlov cũng đưa ra một kịch bản tươi sáng cho Ukraine nếu phương Tây lựa chọn cung cấp cho Ukraine cái họ cần để chiến thắng, thì họ sẽ chiến thắng. Cuộc xung đột vũ trang này sẽ kết thúc chính xác theo cách mà giới hoạch định chính sách của phương Tây muốn và khát khao. Tuy nhiên kịch bản thứ ba này có mức khả thi rất thấp. Sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Châu Âu đoàn kết quanh Ukraine với mức độ cao hơn cả khi họ đối đầu với Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh. Theo Nigel Gold Davis, nghiên cứu viên cao cấp về Nga và Á Âu tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế có trụ sở ở London, Anh nhưng sự ủng hộ tổng thể của châu Âu cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine vẫn đang giảm. Một cuộc thăm dò do Ủy ban châu Âu tiến hành và công bố vào tháng 12 năm 2023 cho thấy mức độ người châu Âu ủng hộ cung cấp thêm viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine đã giảm trong khoảng từ mùa hè đến mùa thu năm 2023. Áp lực lên châu Âu càng gia tăng khi nội bộ Mỹ không còn mặn mà viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Ông Gil Davis cho biết dù sự ẩu thuận chính trị của châu Âu cho Ukraine vẫn vững vàng, thì các chính phủ châu Âu vẫn khó duy trì mức độ viện trợ quân sự và kinh tế mà họ từng dành cho Kiev. Vẫn theo lời ông Joe Davies, lúc này mối quan tâm thực sự không phải là liệu phương Tây, kể cả châu Âu, sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine hay không. Vấn đề là liệu phương Tây sẽ tiếp tục cam kết cung cấp viện trợ cụ thể, đặc biệt là về quân sự, cho Ukraine hay không. Một số dạng nước chính trị đã bộc lộ rõ khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vào tháng 12 năm 2023 đã chặn kế hoạch của Liên minh châu Âu về việc viện trợ cho Ukraine khoảng 52 tỷ đô la Mỹ. Ông Orbán cũng như tân thủ tướng Slovakia đều kêu gọi cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Hồi tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni mô tả tình trạng rất mệt mỏi ở những người ủng hộ Ukraine. Giới chức các nước Baltic, Bắc Âu và Đông Âu cho hay, họ ngày càng lo ngại rằng các chia rẽ trên sẽ khiến Ukraine thất bại nhanh chóng trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Họ thậm chí lo ngại trong tình huống đó, tổng thống Putin sẽ đưa quân vào các nước khác từng là thành viên của Liên Xô trước đây. Trong cuộc họp báo tại thủ đô của Litva, tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ lo lắng, việc các đối tác không chắc chắn trong viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine sẽ chỉ làm tăng thêm sự can đảm và sức mạnh của Nga. Một báo cáo gần đây của Bộ Quốc phòng Estonia tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine phải được huấn luyện đầy đủ và cung cấp đủ đạn dược cần thiết, ít nhất là 200.000 viên đạn pháo 155mm mỗi tháng để có khả năng gây tử trận hoặc làm trọng thương ít nhất 50.000 binh lính Nga cứ mỗi 6 tháng. Các con số này đều vượt xa mức mà cả Mỹ và EU kết hợp lại cung cấp được. Ở Đức, giới chức phê chuẩn kế hoạch của thủ tướng Olaf Scholz tăng gấp đôi mức ủng hộ dành cho Ukraine năm nay lên thành khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ Đức không gửi cho Ukraine tên lửa tầm xa Taurus, loại vũ khí có thể đánh được tới bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 hoặc đánh sâu vào các vùng lãnh thổ khác do Nga kiểm soát. Thủ tướng Đức Sơn mới đây nói rằng các đóng góp của riêng Đức sẽ không đủ để đảm bảo an ninh cho Ukraine về dài hạn. Ông Sơn thừa nhận, lượng vũ khí mà đa số các quốc gia EU lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine cho tới hiện nay là quá nhỏ, xét về mọi mặt.